Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ nấu chè bà ba ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là bột bán nè, bột khoai, núm mèo, đậu xanh đó là mình cũng đã ngâm sẵn hết rồi các bạn. Đường với lại một củ khoai lang và một củ khoai mì với lại một ít lá dứa. Với lại màu sắc đó thì mình cũng có là màu củ dền nè, màu lá dứa, màu hoa đậu biếc với lại một tí xíu muối nha các bạn. Với lại nửa ký dừa nạo, dừa này là mình mua là mình nhờ người ta đã mài ra sẵn rồi. Với đậu phộng thì mình sử dụng 200g ha. Thì trước tiên là mình sẽ nấu cái phần đậu phộng lên trước nha. Mình cũng bắt cái nồi nước lên ha, thì mình sẽ cho đậu phộng vào các bạn. Đậu phộng này là mình cũng đã ngâm từ hồi sáng tới giờ rồi, cho nên đậu phộng nó nở ra rất là to nè các bạn. Thì giờ mình sẽ nấu trước nha. Chứ nếu mà các bạn mà mua đậu phộng về vậy mà không có ngâm trước á thì mình nấu nó rất là lâu các bạn. Thì mình sẽ cho thêm một tí xíu muối và sau đó thì mình sẽ chờ cho cái phần đậu mềm, thì mình sẽ đi lên nhà trên đó thì mình sẽ làm tiếp những cái phần còn lại nha. Đậu xanh đó là mình cũng đã để vào trong cái nồi rồi, mình đổ nước cũng ít thôi các bạn, tại vì mình đậu xanh đó là mình cũng đã ngâm sẵn rồi á, cho nên mình nấu nó cũng rất là lẹ ha. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô, mình nấu bằng cái nồi cơm điện như vậy nè, thì mình đặng mình khỏi canh chừng các bạn. Chứ nếu mà mình nấu bằng bếp ga thì mình phải canh chừng. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một ít muối nè, rồi mình quậy lên, rồi mình sẽ đậy nắp lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lên nhà trên đó là mình sẽ làm những cái phần còn lại nha. Khoai lang thì mình cũng đã bào vỏ sẵn rồi, mình cũng rửa rồi ha. Thì mình sẽ cắt cái phần khoai lang ra, mình sắp ví dụ như tùy theo sở thích của mình. Mình thích ăn miếng lớn hay miếng nhỏ gì đó thì tùy theo sở thích của mình ha. Thì như nhà mình thì mình sẽ sắp giống như là mình sắc hạt lựu vậy các bạn, nhưng mà hạt lựu nhưng mà nó còn hơi to nha, chứ nó không có nhỏ. Ví dụ như một củ như vậy thì mình sẽ chẻ làm 4 thôi. Rồi mình sẽ chẻ nhỏ lại. Mình sẽ chẻ nhỏ là như vậy nè. Rồi mình sẽ chẻ nhỏ lại luôn. Đây mình như là mình sẽ cắt cái làm 3 thôi ha. Đó. Rồi mình sẽ để vào trong một cái thao nước. Thao nước này hồi nãy mình cũng có để vào một chút xíu muối rồi đó các bạn, hạn tránh nhiều khi cái phần khoai lang mình nó sẽ không có bị đen á. Rồi bây giờ là mình cứ việc mình sắc cái phần khoai cho đến hết thôi. Tiếp theo là mình sẽ mài cái phần mì ha. Thì bây giờ là mình sẽ mài cho cái phần khoai mì đó, cho nó nhuyễn ra một hồi là mình sẽ cho thêm một ít bột năng nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình cứ việc mình mài cho đến hết cái phần khoai mì thôi. Còn nếu mà các bạn mà không thích mì mà mình mài ra như vậy á, thì mình có thể là mình sắc cục như là cỡ hạt lựu, như cái miếng cục khoai lang á các bạn, cũng vẫn được nữa ha. Thì tùy theo sở thích của mình. Nhưng mà một hồi á là mình cũng có sắc thêm một ít khoai mì, thì đặng mình sắc vuông vuông như vậy á cho cái mình cho cái phần màu sắc của mình nó sẽ đẹp hơn ha. Khoai mì á là mình cũng đã mài xong hết rồi các bạn, thì bây giờ là mình sẽ dắt cái phần khoai mì ra ha. Dắt cái khoai mì á thì mình sẽ lắng cái phần nước trong, còn cái phần nước trong á thì mình bỏ, còn nước đục á thì mình sẽ giữ lại nha. Tại mình làm cái khoai mì này nó tương đối nó cũng ít nè, chứ nó không có nhiều, cho nên là mình dắt một lượt luôn. Mình dắt xong rồi thì mình sẽ làm tiếp cái phần cái xác khoai mì này nè, rồi mình sẽ cho thêm một ít bột năng nữa. Khoai mì là mình cũng đã để ra một cái tô nè các bạn, bây giờ là mình sẽ cho bột năng vào ha. Mình sẽ cho bột năng vào như vậy. Một hồi mình sẽ cho thêm màu sắc vào, mình sẽ chia ra các bạn. Đó, giờ là mình sẽ bóp ra. Mình trộn á, mình dạng như mình trộn cái phần bột năng nè với khoai mì á cho nó đều. Bây giờ là mình sẽ lấy tiếp cái phần tinh bột nè các bạn. Đó các bạn thấy nè, cái phần tinh bột mình lấy như vậy nè, giúp cho cái phần khoai của mình nó sẽ dẻo hơn.
Rồi bây giờ là mình sẽ trộn cho nó thiệt là đều lên, rồi mình sẽ chia ra làm ba nha. Rồi mình sẽ cho cái màu lá dứa này vào trong một cái tô mì nha. Rồi mình sẽ nhồi cái phần bột á cho nó giống như là mình nó thành một khối bột á các bạn. Mình đừng có cho nó nhão nha. Rồi bây giờ là mình sẽ nhồi như thành ba màu các bạn. Màu hoa đậu biếc nè, với lại màu củ dền. Bây giờ khoai mì là mình cũng đã làm xong hết rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dò viên cái phần khoai mì lại. Mình sẽ dò ra từng viên nhỏ nhỏ như vậy ha. Thì mình sẽ một hồi á, đặng mình nấu cái phần chè á, đặng giúp cho cái màu sắc của mình nó đẹp hơn. Và những cái viên nhỏ nhỏ như vậy mình ăn nó cũng ngon hơn nữa các bạn. Tùy theo mình dò cái viên lớn hay viên nhỏ ha. Đây là mình dò một viên cỡ này như vậy là được rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dò cho đến hết cái phần khoai mì nha. Tiếp theo là mình sẽ dắt cái phần dừa ha. Thì mình sẽ cho một ít nước thôi các bạn. Cho ít thôi chứ không có cho nhiều ha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Đặng một hồi là mình sẽ dắt một, mình lấy một cái nước nhất. Rồi còn cái nước dảo thì một hồi là mình sẽ nấu vào trong chè. Rồi bây giờ là mình sẽ gắt. Rồi mình sẽ để qua một bên. Đây nè các bạn, đó bây giờ cái nước này, nước cốt này là nước nhất đó các bạn. Mình dắt mình xem một hồi mình sẽ để riêng qua một bên. Một hồi mình sẽ dắt thêm một nước nhì nữa. Đặng một hồi là mình sẽ nấu vào trong chè ha. Đậu phộng á, giờ mình nấu á, bây giờ đã mềm là các bạn. Đậu xanh á thì mình nấu cũng chín luôn rồi ha. Bây giờ là mình sẽ vớt cái phần đậu phộng ra. Đậu phộng giờ là mình nãy mình cũng có ăn thử là mình thấy nó mềm rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt cái nồi nước cốt dừa lên. Cái nồi nước cốt dảo á các bạn. Giờ mình bắt cái nồi nước bên đây cũng sôi ha. Thì mình sẽ cho những cái viên khoai mì nè. Mình sẽ cho khoai mì vào mình trụng, mình luộc á cho khoai mì mình nó chín ha. Đó, rồi bây giờ là mình sẽ để cái khoai mì này một hồi nó chín là tự động nó sẽ nổi lên các bạn. Mình cũng bắt cái nồi nước cốt dảo lên nè các bạn. Bây giờ nước cốt dảo của mình đã sôi ha. Thì mình cho khoai lang với khoai mì á, mình cũng sắc hạt lựu nè. Đó thì mình sẽ cho vào trong cái nồi nước cốt dảo của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho cái phần khoai mì với khoai lang của mình cho nó chín chín nha. Và sau đó mình sẽ cho bột bán với bột khoai vào các bạn. Khoai mì á giờ là mình nấu cũng đã chín rồi nè các bạn. Thì giờ là mình sẽ tắt bếp luôn ha. Rồi mình sẽ vớt ra mình để vô một cái tô. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái nồi mình đang nấu khoai á các bạn. Nồi nước cốt dảo ha. Đó, các bạn thấy nè, khi mà mình nấu lên nè, màu sắc lên nhìn rất là đẹp ha. Khoai lang á là mình nấu từ nãy giờ cũng được một lúc rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho tiếp cái phần khoai mì nè vào trong một cái nồi nước cốt dảo mình luôn. Rồi mình sẽ cho luôn cái bột khoai. Bột khoai mình hồi nãy mình ngâm giờ nó mềm rồi. Giờ mình sẽ cho vào đây mình nấu luôn. Rồi bây giờ là mình nấu cho cái phần khoai nè với lại bột khoai nè cho nó chín. Rồi mình sẽ để bột bán vào các bạn. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên. Mình nấu bây giờ cái bột khoai á, nó cũng hơi cũng mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp cái bột bán vào nha. Rồi mình sẽ cho đậu phộng vào đây luôn. Rồi mình nấu cho cái phần khoai cho nó mềm, thiệt là mềm rồi mình mới cho đường vào nha các bạn. Chứ nếu mà mình cho đường nhiều quá thì nó sẽ bị giống như bị lợi đường á, nó bị cứng lại. Thì nó sẽ không có được ngon ha. Đây, nồi chè bà ba của mình đây. Các bạn nhìn thấy nó hấp dẫn thấy không? Chưa có nước cốt nha các bạn, này chỉ mới có nước dảo thôi.
Rồi bây giờ là mình sẽ nấu trong vòng 10 phút để cho khoai của mình nó sẽ mềm ha. Giờ cái phần khoai của mình đã chín hết rồi ha, thì mình sẽ cho tiếp cái đậu xanh nè. Đậu xanh nãy mình nấu nè, nó cũng mềm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu xanh vào đây hết luôn. Rồi mình sẽ cho tiếp cái nấm mèo. Nấm mèo mình cho vào hết luôn. Nếu mà các bạn thích mà ăn phổ tay thì mình sẽ cho phổ tay, còn không thì mình cho nấm mèo ha. Đường thì mình sử dụng hết chén đường này luôn. Rồi mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nhà mình ăn thôi các bạn. Đây, các bạn thấy nè, cái nồi chè của mình. Bây giờ mình sẽ đợi cho cái phần đường nó tan ra hết, rồi mình sẽ cho cái nước cốt vào nữa, rồi mình sẽ tắt bếp thôi các bạn. Nó, các bạn thấy cái nồi chè của mình không? Nhìn nó có hấp dẫn hay không ha? Màu sắc thì nó cũng đẹp nữa nè. Hồi nãy là mình cũng nêm nếm cho vừa khẩu vị nhà mình ăn rồi đó các bạn. Thì giờ mình sẽ cho thêm cái nước cốt nữa, rồi mình sẽ tắt bếp luôn nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy cho nó đều, rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Rồi bây giờ là mình sẽ chờ cho nó hơi nguội nguội tí xíu nữa, rồi mình sẽ thưởng thức thôi các bạn. Đây các bạn thấy nè, cái nồi chè của mình là nhìn có hấp dẫn hay không nha. Nè các bạn, chè là mình cũng đã nấu xong ha, thì mình cũng đã múc ra một cái tô sẵn là các bạn. Thì còn cái phần có trong nồi á, thì mình sẽ để là sau khi mà mình ăn cái nào thì mình múc ra cái nấy, chứ để nhiều khi mình quậy ở trong cái nồi á, sợ nhiều khi là có nước cốt dừa, thứ nhất là sợ nhiều khi nó bị thiêu, thứ hai á là mình sợ nhiều khi những cái khoai á nó sẽ bị dụng ra các bạn, nhìn thì nó sẽ không có được ngon ha. Giờ mình sẽ múc ra một cái chén nè. À, vừa khoai lang, khoai mì hồi nãy mình mài ra với đậu phộng nữa, nhìn nó rất là ngon các bạn. Đây. Đây các bạn. Chè thì mình cũng đã múc ra chén xong hết ha, nè các bạn nhìn cái chén chè của mình nè. Đó. Đậu phộng nè, khoai mì mà mình mài ra mình làm được 3 màu, và thêm cái khoai lang á nó màu vàng, khoai mì thì màu trắng, và tính ra là được 5 màu ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Đây là các bạn, bây giờ là mình sẽ ăn thử trước cái khoai mì mà mình mài ra sẵn nè. Có khoai mì á thì mình ăn á mình thấy có độ dẻo dẻo nè, ăn trúng đậu phộng á thì nó bùi bùi, nước cốt á thì nó béo. Có khoai mì á là hồi nãy là mình làm á là mình không có để đường nha các bạn. Nếu mà mình để đường nữa thì khoai mì mình ăn với lại chè nước cốt nó đã ngọt rồi, mà mình làm khoai mì mà nó ngọt nữa thì ăn nó sẽ dễ bị ngán ha. Với lại cái chè bà ba này á mình nấu á là không có để ngọt nhiều các bạn, giống như là vừa phải thôi, nếu mà ngọt quá thì nó sẽ ngán lắm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái khoai lang nè, khoai mì chứ, với lại cộng bột khoai với nấm mèo. Cái khoai mì cũ á thì mình ăn á mình có cái vị nó hơi bột bột, ăn nó rất là ngon. Khoai lang nữa. Khoai lang thì nó dẻo, nó béo béo các bạn. Nói chung ra cái chén chè này nhìn nó rất là ngon. Các bạn cũng làm ăn thử đi, ăn cũng rất là ngon ha. Lâu lâu á là mình nấu những cái món chè bà ba nè, hoặc chè thân, hoặc là chè bắp, hoặc là chè đậu gì đó các bạn, thì mình ăn nó rất là ngon. Thì video của mình á là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.